Người Việt chúng ta rất quen với câu nói năm châu bốn biển. Thế nhưng hiện nay, điều này không còn đúng nữa. Trên thế giới hiện có 7 châu lục và 5 đại dương, bao gồm Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Nam Đại Dương. Đại dương trên thế giới là vùng nước liên tục bao quanh trái đất, có tổng diện tích 361.132.000 km², chiếm 70,8% bề mặt trên trái đất. Trước đây chỉ có 4 đại dương được chính thức công nhận. Cho đến năm 2000, Tổ chức Thủy văn Quốc tế đã nhận được đề xuất từ các nhà khoa học phân chia vùng biển phía Nam thành Nam Đại Dương, đó là vùng biển xung quanh châu Nam Cực. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu và ngắm nhìn qua năm đại dương này nhé! Thái Bình Dương, đại dương lớn nhất trên thế giới. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất trong năm phân vùng đại dương của trái đất. Nó kéo dài từ Bắc Băng Dương ở phía Bắc đến Nam Đại Tây Dương ở phía Nam và được bao bọc bởi các lục địa châu Á và châu Đại Dương ở phía Tây và châu Mỹ ở phía Đông. Thái Bình Dương có diện tích 165.250.000 km², khoảng 63.800.000 dặm vuông Anh, ngăn cách châu Á, châu Úc với châu Mỹ. Đại dương này chiếm khoảng 46% bề mặt nước của trái đất. Thái Bình Dương lớn hơn tất cả diện tích của trái đất cộng lại. Đại dương này có thể được chia thành hai phần nhỏ hơn là Bắc Thái Bình Dương và Nam Thái Bình Dương bởi đường xích đạo. Dọc theo rìa phía Tây của Thái Bình Dương tồn tại rất nhiều biển. Lớn nhất trong số đó phải kể đến biển Celebes, biển Coral, biển Hoa Đông, biển Philippines, biển Nhật Bản, biển Đông, biển Sulu, biển Tasman và Hoàng Hải. Thái Bình Dương có chừng 10.000 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích 4,4 triệu km², chiếm chừng 45% tổng diện tích đảo lớn và nhỏ trên thế giới. Hòn đảo lớn nhất ở Thái Bình Dương là đảo Neuguinea. Độ sâu trung bình của Thái Bình Dương là 4.188 m, khoảng 14.000 feet. Điểm thấp nhất được biết đến của Thái Bình Dương là điểm thấp nhất trên trái đất là sảnh Mariana, ở phía đông của đảo Mariana với độ sâu 10.911 m dưới mực nước biển. Có một giả thuyết cho rằng hàng triệu năm trước, mặt trăng đã vỡ ra từ vỏ trái đất bởi các lực ly tâm và để lại một vùng trũng, được cho là Thái Bình Dương ngày nay. Tuy nhiên, giả thuyết này còn gây ra nhiều tranh cãi. Người ta tin rằng Thái Bình Dương đã hình thành khoảng 250 triệu năm trước. Về mặt địa chất, khu vực bao quanh Thái Bình Dương được gọi là vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Khu vực này có tên này bởi vì nó là khu vực lớn nhất trên thế giới của núi lửa và động đất. Chừng 85% núi lửa sống và 80% động đất của thế giới tập trung ở khu vực này. Thái Bình Dương đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới bởi nó bao phủ phần lớn bề mặt của trái đất, giáp với nhiều quốc gia khác nhau và là nơi có nhiều loại cá, thực vật và các động vật khác nhau. Vùng đại dương này có vai trò cung cấp một cách dễ dàng để vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến Bắc Mỹ và ngược lại, thông qua kênh đào Panama hoặc các tuyến đường biển phía Bắc và phía Nam. Phần lớn ngành đánh bắt cá thế giới diễn ra ở Thái Bình Dương, nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, gồm dầu mỏ và các khoáng chất khác. Thái Bình Dương còn là nơi ẩn chứa những điều thú vị, ví dụ như chuyện ngọn núi cao nhất thế giới. Chúng ta vẫn thường biết đến Everest là ngọn núi cao nhất thế giới tính từ mực nước biển. Thế nhưng nếu tính dưới mực nước biển thì Everest mất vị trí số 1. Mauna Kea, một ngọn núi lửa hiện đã không còn hoạt động ở Hawaii, được xem là ngọn núi cao nhất thế giới tính từ dưới mực nước biển, trong khi đỉnh Everest chỉ cao 8.848 m, tính từ chân đến đỉnh, thì Mauna Kea cao tới tận 10.210 m. Ngoài ra, bạn có biết dưới lòng Thái Bình Dương còn có nghĩa trang tàu vũ trụ? Đó là nơi mà tên lửa, vệ tinh, tàu chở hàng và trạm vũ trụ hết hạn sử dụng thường được đẩy tới vùng biển này để chúng không gây ảnh hưởng tới con người. Địa điểm này được gọi là Port Nemo, có nghĩa là cực bất khả tiếp cận trên đại dương. Đó là vị trí rất khó chinh phục và là thách thức lớn đối với bất cứ nhà thám hiểm và du hành nào. Nó gần như cô lập khỏi thế giới, cách đảo nhỏ gần nhất đến gần 2.700 hải lý. Đại Tây Dương, đại dương mỗi năm đang rộng ra thêm.
Đại Tây Dương là đại dương lớn thứ hai trên thế giới. Đại Tây Dương không chỉ nổi tiếng với những dòng hải lưu mạnh và núi lửa ngầm dưới nước, mà còn là ngôi nhà của một hệ sinh vật vô cùng phong phú. Tính trung bình, Đại Tây Dương có độ mặn lớn nhất trong năm đại dương. Với tổng diện tích khoảng 106.400.000 km2, Đại Tây Dương chiếm khoảng 1/5 diện tích trái đất. Đại Tây Dương có hình chữ S kéo dài từ Bắc xuống Nam và được chia ra làm hai phần, Bắc và Nam Đại Tây Dương. Đại Tây Dương có bề rộng từ Đông sang Tây khoảng 9.600 km, mỗi năm lại đang rộng thêm 2-3 cm, trong khi Thái Bình Dương thì lại bị mất đi. Đại Tây Dương được nối liền với Thái Bình Dương bởi Bắc Băng Dương về phía Bắc và hành lang Great về phía Nam. Đại Tây Dương còn ăn thông với Thái Bình Dương qua một công trình nhân tạo là kênh đào Panama và được ngăn với Ấn Độ Dương bởi kinh tuyến 20 độ Đông. Nó được ngăn cách với Bắc Băng Dương bởi một đường kéo dài từ Greenland đến Tây Bắc của Ireland. Đại Tây Dương ẩn chứa không ít điều kỳ bí, cụ thể là câu chuyện ly kỳ về tam giác quỷ Bermuda. Được tạo nên từ ba đỉnh Miami, đảo Bermuda và đảo Puerto Rico, tam giác quỷ Bermuda là một trong những huyền thoại của Đại Tây Dương. Đây là nơi đã có ít tàu bè và máy bay mất tích, không để lại dấu vết nào. Có nhiều sự việc liên quan đến sự kỳ bí của vùng tam giác đặc biệt này. Nổi bật nhất trong số đó là đội máy bay ném bom của Hải quân Mỹ đã mất liên lạc và không bao giờ trở về nữa khi bay vào khu vực này. Bên cạnh đó là những vụ mất tích bí hiểm của các tàu bè, máy bay dân dụng và điều đặc biệt là ngay trước khi biến mất khỏi hệ thống liên lạc, họ không hề phát tín hiệu cầu cứu nào. Mặc dù có rất nhiều lý thuyết về những vụ mất tích được đưa ra, nhưng không ai chứng minh được rằng tam giác Bermuda là nơi có tỷ lệ tai nạn cao hơn các khu vực khác trên khắp các đại dương. Trên thực tế, ngày nay vẫn có những phương tiện di chuyển qua vùng biển này mà không gặp sự cố nào. Một điều kỳ lạ nữa là phát hiện biển nước ngọt khổng lồ dưới đáy Đại Tây Dương, ngay ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước Mỹ. Kích thước của khoang nước ngọt khổng lồ này có thể trải dài ít nhất 350 km. Nhiều khả năng vùng nước ngọt dưới biển nước mặn này có từ thời kỷ băng hà. Ấn Độ Dương, cơn sóng thần lớn nhất thế giới. Ấn Độ Dương có diện tích 75 triệu km2, là đại dương lớn thứ ba trên thế giới, chiếm khoảng 20% lượng nước trên bề mặt trái đất. Khác với Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương không trải dài từ cực này đến cực kia của trái đất, mà được các lục địa và quần đảo bao quanh ở ba phía, và vì thế nó có thể được xem là một vịnh khổng lồ. Trung tâm của đại dương này là bán đảo Ấn Độ. Ấn Độ Dương được giới hạn bởi bán đảo Ấn Độ, Pakistan và Iran về hướng Bắc, bởi Đông Nam Á, cụ thể là Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và châu Đại Dương về phía Đông, cũng như bán đảo Ả Rập và châu Phi về phía Tây. Trong các tuyến đường biển của thế giới, các tuyến đường trên Ấn Độ Dương được xem là có tầm quan trọng chiến lược nhất. Trên tổng lượng dầu mỏ được vận chuyển bằng đường biển, 80% được chuyên chở qua đại dương này, cũng như các điểm án ngữ của nó. Trên Ấn Độ Dương có những tuyến đường biển lớn kết nối các khu vực Trung Đông, châu Phi, Đông Á, châu Âu và châu Mỹ. Ấn Độ Dương là đại dương có nước biển ấm nhất trên thế giới. Các nghiên cứu đã cho thấy nhiệt độ nước biển ngày càng tăng cao đang gây nguy hại đến hệ thống sinh thái của Ấn Độ Dương. Số lượng sinh vật phù du ở đây đã giảm tới 20% trong vòng 60 năm qua. Trận động đất 9,1 độ Richter dưới lòng Ấn Độ Dương vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 kéo theo cơn đại hồng thủy có sức tàn phá khủng khiếp. Hàng chục năm trước, từ Indonesia tới Ấn Độ và thậm chí là bờ đông của châu Phi đã bị ảnh hưởng, khoảng 230.000 người đã thiệt mạng. Trận động đất này kích hoạt những cơn sóng thần cao như những tòa nhà 5 tầng, quét sạch mọi thứ trong vài giây. Ít nhất đã có 5 lần sóng thần đến vùng biển Ấn Độ Dương kể từ năm 1819. Nam Đại Dương. Nam Đại Dương có diện tích 21.960.000 km2, còn được gọi là Đại Dương Nam Cực, là đại dương lớn thứ tư trên thế giới. Nó bao gồm các vùng nước cực nam trên hành tinh, từ vĩ độ 60 độ Nam trở xuống và bao quanh lục địa Nam Cực. Nhiều loài động vật biển khác nhau tồn tại và dựa trực tiếp hay gián tiếp vào thực vật phù du ở Nam Đại Dương. Các loài động vật biển Nam Cực bao gồm chim cánh cụt, cá voi xanh, cá voi sát thủ, mực khổng lồ và hải cẩu lông mao. Các nhà lập bản đồ của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ chính thức công nhận đại dương này kể từ ngày 9 tháng 6 năm 2021. Một lý do để nhận định Nam Đại Dương là một đại dương tách biệt xuất phát từ thực tế là hầu khắp phần nước của nó ngăn cách với phần nước của các đại dương khác.
Nam Đại Dương là một đại dương sâu, hầu khắp đại dương của nó có độ sâu từ 4.000 đến 5.000 mét và chỉ có một số ít nơi là nước nông. Điểm sâu nhất của đại dương nằm ở đoạn cuối của rãnh Nam Sandwich với độ sâu 7.236 mét. Vào khoảng tháng 3, băng bao phủ một diện tích tối thiểu khoảng 2,6 triệu km vuông quanh lục địa Nam Cực. Đến tháng 9 thì con số này tăng lên gấp 7 lần, tối đa khoảng 18,8 triệu km vuông. Nam Đại Dương hầu như chắc chắn chứa một lượng lớn, có thể là khổng lồ các mỏ dầu và khí thiên nhiên ở rìa lục địa. Các tảng băng trôi hình thành mỗi năm trên Nam Đại Dương chứa đủ lượng nước ngọt đáp ứng nhu cầu của toàn bộ con người trên trái đất trong một vài năm. Trong nhiều thập kỷ, đã có những đề xuất kéo những tảng băng trôi ở Nam Đại Dương đến những vùng phương Bắc khô cằn để khai thác, nhưng chưa thực hiện được hoặc không thành công. Vào mùa đông đại dương đóng băng, nhiệt độ nước bề mặt xuống dưới 0 độ C. Tuy nhiên, tại một số điểm ven biển, gió mạnh thổi liên tục từ lục địa Nam Cực đã giữ cho đường bờ biển không bị đóng băng trong suốt mùa đông. Bắc Băng Dương, đại dương nhỏ nhất và nông nhất. Bắc Băng Dương có diện tích là 15.558.000 km vuông, là đại dương nhỏ nhất và nông nhất trong năm đại dương chính của thế giới. Đường bờ biển được ước tính dài 45.390 km, được bao quanh bởi các khối đất của châu Âu, Bắc Mỹ, Greenland và một số hòn đảo. Nó được bao phủ một phần bởi băng biển trong suốt cả năm và gần như hoàn toàn trong những tháng mùa đông. Được bao quanh bởi các vùng đất của Liên bang Nga, Hoa Kỳ, vùng Alaska, Canada, Na Uy và vùng đảo Greenland của Đan Mạch. Bắc Băng Dương hầu như bị đóng băng từ tháng 10 đến tháng 6. Tuy nhiên, những lo ngại gần đây cho rằng dưới tác động của biến đổi khí hậu, Bắc Băng Dương sẽ không còn băng nữa. Dự báo là khoảng từ năm 2040. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé!